ba mẹ ba còn sống á, nói những câu đó thiệt á. Ông nói một câu á, lớn giờ lo tương lai cho mày đi, chứ tao không phải để mình tập trong lại với mày đưa mày hoài. Làm năm 30 tuổi tới 33 tuổi là mơ mất, thì từ cái chỗ đó mỗi lần đi làm về đã thấy ông già ông ngâu ngay trước cửa cả hình bóng á, ngồi trên cái ghế á. Lúc đó mới nghĩ lại là thương, mà thương đã muộn rồi. Xem chương trình Ghép Đôi Thần Tốc được phát sóng vào 22:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7, 22:45 chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube MCV Media. Tên là Nguyễn Chí Thanh, ở Đồng Nai Nhân Trạch, sinh năm 83, em được 38 tuổi. Làm gì Chí Thanh? Đó, em làm công nhân công ty Hoa Xuân. Dạ rồi, bây giờ tới bên đàn gái nè. Dạ, em chào chị Ngọc Lam, chào cho anh Quỳnh Linh cùng toàn thể quý khán giả. Cái tên là Đỗ Huyền Liên, quê ở Đồng Nai, hiện tại đang sinh sống và làm việc tại Bình Dương. Nay em 39 tuổi. Mình làm công việc gì hả chị? Dạ, em làm bên kinh doanh và may mặc. Thanh là có ưu điểm khuyết điểm gì? Em thì có cái tánh hay thương người, nhiều khi em cho tiền ta mượn ta chả không trả tiền ta. Thôi thích nhất là vô em làm có tiền em đi chùa chuyện em đi cúng vậy đó. Ước mơ em là vậy. Bữa nào có tiền á đừng đưa cho ai mượn đi với Quỳnh Linh làm từ thiện, không ai gọi là gạt được hết trơn á. Có gì tật xấu gì không? Điểm yếu thì nói chung là nói gì nấu ăn uống á dễ lắm, từ nhỏ lớn là chưa có vô trong bếp núc. Trời đất ơi, có mẹ nấu, có chị nấu, có em nấu à. Công tử quá vậy. Cái đi làm về lọc ra cái đồ đặt liền mới dập vò xong, rồi ăn uống xong rồi lên nằm nghỉ rồi bấm điện thoại tới 11-12 giờ mới ngủ. Chết màu không? Vô tư quá ha. Vô tư quá đúng luôn á. Có dạ. Thuốc uống rượu gì không? Có gì thuốc thì có hút 2 ngày 3 gói. Cũng nhiều quá nha, phải giảm bớt nha. Giờ chúng ta lắng nghe ưu điểm khuyết điểm với nhà gái nè. Cái là điểm mạnh của em là tính tình vui vẻ hòa đồng. Thích nghe nhạc rồi với hát karaoke với chồng cắt lại hoa. Phải yêu thích màu trắng. Có khi em ngày nào em cũng mặc màu trắng cũng được. Vậy dạ. Bên đây thấy cũng vô tư lắm nè. Thấy bên đây cũng mặc màu trắng là thấy được rồi đó. Còn điểm yếu của em thì nói chung là hơi khó tính. Nếu mà ai làm gì không vừa ý mình á, tại vì tính em hay gọn gàng sạch sẽ, mà ai không vừa ý thì chắc có thể là mình cũng nói luôn. Rồi dạ. Gặp bên đây mệt rồi đó. Bên đây cứ ăn xong chơi game không á, bề bộn không anh trai? Chung thì anh không có bề bộn. Anh em là giờ thấy cái chuyện đó mình sái người ta phải không? Mình nói cho ta sợ. Có vợ về nhà có phụ vợ nấu cơm nấu nước, có thay đổi được và không hút thuốc, không chơi game này kia được không? Lớn thì không game không có chơi, nhưng mà có thuốc thì con thấy này thay đổi không được, tại vì cái thuốc là hút từ năm 18 tuổi tới giờ, có thể là giảm lần lần thì được. Hút thuốc là em không có chịu được mùi đó rồi nha. Buổi sáng mà em chưa ăn mà nghe mùi đó là em bị say, em mất ói rồi. Có gì đâu thì dạ. Em trong nếu anh hút thuốc thì anh đi ra ngoài cửa, anh ra ngoài anh hút. Trời ơi. Ra ngoài nhưng mà lúc mà hai người gần nhau cũng hôi mùi thuốc. Tôi là đàn ông mà tôi nghe mùi thuốc tôi còn chịu không nổi, đừng nói chi là phụ nữ. Em qua em hủy dứa giùm chị chứ. Em chào anh. Hủy từ xa. Anh em nói thiệt nha, em đứng đây là em nghe hơi nghe mùi đó. Chắc có lẽ là anh nên giảm bớt cái chuyện hút thuốc đi, mà nếu được thì bỏ luôn. Rồi mai mốt anh có con nữa làm chi. Chính xác, cũng vì một người đó thì mình có thể bỏ được. Hy vọng là chị sẽ giúp anh bỏ được thuốc. Có hơi mùi chị ơi, nhưng mà anh hứa là anh bỏ nên thôi kệ, để từ từ coi thời gian sao. 38, bên kia 39, nhỏ hơn tuổi, có sao không? Không sao. Không sao đúng không? Tuổi tác không quan trọng. Đường tình duyên của Thanh sao rồi? Nói chung người em từ nhỏ lớn chưa yêu ai hết. Trời ơi. Chẳng ai em. Trời đất ơi, có kiểm tra giới tính chưa? Không phải giới tính, nhìn là nam thiệt, nhưng mà cái lúc còn nhỏ thì mình nghĩ là vô giờ mình lo yêu á, mà không có lo cho người ta được. Ừ. Thì mình không dám yêu, tới chừng mình cắm đầu luôn đi làm, thì 6 giờ sáng đi làm không thấy ánh mặt trời, chiều về không thấy mặt trời, thì thời gian nó qua cho lại, già nào không hay, già nào không hay. Giờ mới biết đó hả? Hỏi thiệt Thanh, như Thanh thấy gái Thanh thích không? Thích chứ. Có thấy hai người nắm tay ôm hung lần nào chưa? Thấy trong phim này nhiều. Phim là lúc đó có cảm giác gì không? Trời, cũng có cảm giác đấy. Có bao giờ nằm mơ thấy hung cô nào chưa? Chưa. Vậy là tâm sinh lý có vấn đề đó nha. Tôi nói 38 tuổi mà không có thấy một cái cảm giác gì về tình yêu là không được á. Tức ghê vậy đó. Hả? Rồi giờ sao mà quyết định đi tới bạn muốn hẹn hò vậy? Thì nói chung lúc đó ba mẹ ba còn sống á, nói những câu đó có thiệt á. Ông nói một câu á, lớn giờ lo tương lai cho mày đi, chứ tao không phải để mình tập trong lại với mày đưa mày hoài. Làm năm 30 tuổi tới 33 tuổi là mơ mất, thì từ cái chỗ đó mỗi lần đi làm về đã thấy ông già ông ngâu ngay trước cửa cả hình bóng á, ngồi trên cái ghế á. Lúc đó mới nghĩ lại là thương, mà thương đã muộn rồi. Lúc có thì không biết biết chồng, mà mất rồi á thì mới biết biết chồng là đã muộn rồi. Mình có nghĩ thương ba không, là khi mà ba mất rồi vẫn chưa thấy được cô con dâu?
Ờ, thấy thương không? Thấy nhắc thương. Tới ba cái rơi nước mắt thôi đó. Bây giờ người này thật lòng lắm nè. Thì sống tình cảm lắm á. Dạ. Mẹ lớn tuổi chưa? Mẹ nay 70 rồi. 70 trong nhà anh em đầy đủ. Ai cũng có gia đình lớn giáo đó. Mẹ muốn cái anh này nó hai đứa con trai nó này nó con 14 năm tuổi học lớp 6 7 rồi. Mẹ hối lấy vợ về cho mẹ có con dâu không? Mẹ nói giờ mình ba mèo nó nói mày không nghe giờ tao tao đó tao nói nó mày lo mày liệu đi. Tao mày tao chống với gì vậy mày đâu. Thấy thương chưa? Thôi được rồi. Để qua bên đó em hỏi cho. Sao? Trời chị nghe bên kia tâm sự chị thấy tội nghiệp không? Dạ. Đường tình duyên của mình sao? Tại em cũng có gia đình rồi, có một bé 8 tuổi rồi. Chung là ảnh bài bạc không có trách nhiệm cho gia đình nên là em dừng lại. Vậy hả chị? Dạ. Chia tay lâu chưa chị? Dạ 2 năm rồi chị. Dạ bên đây là có dạ. Một bé 8 tuổi. Bây giờ em gái đang ở với ai? Dạ em giờ đang ở với con trai em ạ. Con trai? Ý là em cũng tính là sang năm chắc là về lại dưới Đồng Nai lập nghiệp dưới đó luôn á. Nhà ai dưới Đồng Nai? Dạ mẹ em. Bây giờ làm ở trọ ở Bình Dương hả? Dạ em thuê nhà em buôn bán với làm may á. Tính sang năm em chuyển về dưới đó làm. Dạ. Nếu mà duyên số gặp đây người ta ở dưới Đồng Nai người ta buôn bán kinh doanh luôn á. Dạ. Mình có cần một cái mẫu hình lý tưởng thế nào không em gái? Ý là em cần một người là phải hoạt bát nhanh nhẹn và phải biết công việc trong nhà. Ý là nhà nhiều khi cơm nước là cũng phải biết để các khi vợ bận thì mình có thể phụ giúp mấy cái việc đó. Rồi phải sống phải có trách nhiệm với gia đình với phải thương yêu con em với mẹ em nữa. Để dạ. Hỏi coi nhà trai thôi. Tiêu chí vậy nhà trai có thấy sao? Đó khi một quyết định đó mà yêu người nào đó thì mình phải lo cho con người đó. Đừng cảm mẹ vợ mẹ vô mình cũng làm mẹ. Dạ, chữ hiếu thì hai chữ hiếu cũng như nhau thôi. Không có bà mẹ vợ đẻ ra vợ thì sao có mình có vợ mình. Đúng rồi. Ở nhà hay khóc không? Không. Sao nên lần này lên đây khóc? Không biết tự nhiên nghĩ tới ông già ba má. Nghĩ tới ông già ha. Thôi cố gắng nha. Làm sao để có vợ sớm còn bà già nữa nè. Rồi bây giờ thì em muốn tìm người vợ thế nào em thử nói coi giống gì bên kia không? Em thì không có quan trọng về ngoại hình. Em chỉ quan trọng là tấm lòng ở trong là biết đi ra biết cái lớn người nhỏ ở ngoài kia rồi. Chứ không phải là vụ vợ chồng và bạn bè dẫn nhau như cái mặt đóng lắm một vị tại sao em thích thấy cái chuyện đó không được thì nói thẳng tính này là thẳng thắn lắm. Đúng rồi. Lan biết ngập mặt đóng rồi sao mặt đóng đó vậy nó kỳ lắm chị ơi. Bữa nay mình đi với ai vậy? Dạ đi với bạn với anh trai ạ. Ôi có em bé luôn kìa. Chào con. Thấy nhà trai bên đây rất là thành thật sẽ làm người chồng tốt. Cho gặp trai thế nào con có muốn mẹ đi lấy chồng không? Dạ có. Con mong muốn người cha kế tiếp của con như thế nào? Dạ biết chăm lo cho mẹ. Con thấy chú này nãy giờ nói chuyện con thấy được không? Dạ được. Bây giờ Thanh nói với cháu vài câu đi. Dạ rồi dạ, nói chung được cháu thì thích thì chú cũng rất mừng. Chú có chở cháu đi chơi khách tới lớn luôn. Tới con có vợ luôn. Trời ơi. Dạ con cảm ơn chú. Rồi Thanh đi với ai Thanh? Thanh đi với bạn của Thanh và cũng như bà bạn mà cũng như là em. Em xin chào anh Huyền Linh. Chào chị Ngọc Lan. Thì theo tính tình của Thanh á thì rất là hiền và chân thật. Thì đôi lúc á thì thật quá thì cũng hơi khờ khờ tí. Trong bạn bè trang lứa thì đều có gia đình hết. Thì bà trong em cũng vì bạn bè thì em cũng phiên với Thanh hoài. Thì cũng nên lập gia đình, có con cháu với người ta. Thì em xin nhận xét về phần bạn nữ này. Chị nữ bên đây á rất là xinh, nói chuyện thì cũng hiền dễ thương. Thì em cũng mong rằng Thanh với chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu thêm. Rồi cảm ơn nhà trai nha. Bây giờ rung lắm hả Thanh hả? Rung không? Nó đậm nó rung. Mày làm rung hả? Bây giờ mình kéo rào cho hai bên gặp mặt. Đúng nha. Đúng rồi. Bây giờ rung nữa nè. Mở rào. Em chào anh. Xin chào em. Sao nãy giờ anh gặp em rồi thấy em sao? Thấy cũng được cộng đồng tương đồng. Nhà Thanh tặng em. Dạ em cảm ơn anh. Dạ em cũng có món quà tặng anh. Dạ anh cũng cảm ơn em. Dạ. Món quà là cái áo sơ mi ý là bên tiệm nhà em làm. Dạ, dạ anh cảm ơn em. Phải màu đó không Thanh? Phải ghê anh. Có thích áo trắng nữa. Nói chung là em cũng không biết số của anh á. Em cũng may thì chung là áng chừng hơi. Cái anh mặc thử. Ướm thử thôi Thanh, ướm thử thôi. Không, anh nhìn chắc vừa. Màu trắng tinh khôi không? Dạ, tại em thích màu trắng và em thích nam mặc áo sơ mi trắng. Bây giờ á, giờ Thanh chưa giỡn tay ai nè. Không, chắc có nắm rồi đó anh. Có nhưng mà nó nắm khác. À, nắm khác.
nóng không biết nóng luôn thấy chưa, tao nóng như gì như vậy không. Rồi tim ổng coi, tim ổng tim ổng còn đập không mày là lính luôn rồi. Rồi đó Liên nhìn thẳng vô mắt người ta nè, nhìn ở đâu ở dưới vậy. Đúng rồi, bây giờ đó rồi Liên hát cho Thanh nghe đi. Thuyền xa sông, thuyền tìm ra Việt Nam, theo tiếng gọi ngàn con sóng khơi xa, đừng cách xa cho mi buồn đượm lệ, rơi vì người đi mãi không về. Em xin hát. Thanh hát đi Thanh. Hát. Mình hát cho đỡ luôn. Đúng rồi. Rồi 1, 2, 3, hát. Bẻ một cành cây đi. Bẻ một cành cây. Bẻ một nhành cây chân ca, để khi vô trường che trái cho em. Nhìn 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 đây nè. Hương trái mê ly hai đứa xù xì, cô giáo phạt vì em lệ quen mi. Bây giờ đó giờ chưa nắm tay phụ nữ bây giờ, cũng chưa ôm ai bao giờ hết. Bây giờ ôm cái, tạo điều kiện ôm cái coi. Chặt vô, chặt vô, đứng yên nguyên. Cảm giác sao Thanh? Ấm mà, đã không? Không mà, tôi chưa biết chuyện đã. Quay qua, ôm anh Linh thử coi đã không? Ôm tôi mà đứng đã là mạnh lắm á. Cho ôm cái coi coi có đã không? Ấm tao cho coi đã. Ôm lại coi. Lại coi. Ôm chặt vô, ôm chặt đàng hoàng vô. Được. Được. Bây giờ em hỏi nè Thanh, bây giờ em về làm dâu được không? Em về làm dâu được không? Nói chung thì làm dâu thì em cũng làm được, nói chung cái gì em cũng biết làm. Nhưng mà điểm của anh em thấy nhiều cái, ví dụ như hút thuốc rồi cái chơi game rồi đi làm về không có làm việc nhà này kia, thì thấy cái đó mình phải sửa lại. Anh xin hứa là vô giờ là ngày trước là 2 ngày mọc 2 ngày 3 gói đúng không? Bây giờ thì anh sẽ hứa là 2 ngày mọc 1 ngày 1 gói, và từ từ anh sẽ giảm lần lần xuống. Em có nghĩ là anh sẽ về ở với em với ở chung mẹ già không? Dạ có, nếu mà anh mà chịu ở bên em luôn thì cũng tốt. Tại giờ còn có mình mẹ em thì em muốn ở chung với mẹ để nhà chăm sóc với mẹ. Nhà nó có kinh doanh buôn bán gì được không? Dạ nói chung là em tính về Đồng Nai thì em cũng buôn bán. Sang năm về đó thì mình xây nhà, mình sẽ bán một cửa hàng khác anh. Thì nói chung là ở bên đâu cũng là ở mà. Thấy muốn khóc nữa thấy không? Coi vậy chỉ mít ướt không á. Về đừng ăn hiếp ổng nha. Dạ. À? Không, chị này là chắc lắm. Chị này không ăn hiếp đâu. Dạ. Rồi á, bây giờ kinh tế nè. Hồi đó giờ em đi làm tiền em giữ hay là em gửi ngân hàng hay sao? Em làm ví dụ tháng 10 triệu đúng không? Thì em cho mẹ 5 triệu, còn 5 triệu là em xoay sở, em chạy thôi, tại này đó ha. Còn giờ lấy vợ thì sao? Bằng 10 triệu thì vợ 8 triệu, mình được 2 triệu để đỡ đổ xăng dầu này kia mình được chạy. Được 8 triệu được không? Dạ, không được. Cũng được ha. Anh thấy giờ này cái người đối diện thấy được không? Được không? Thấy. Chịu không? Chịu. Thích không? Thích. Thích rồi đó. Còn chị, dạ. Nãy mở rào ra là chị thấy ảnh sao? Em thấy anh thì cũng hiền, nhưng mà cũng tình cảm, nhưng mà em thích thì người phải nói chung là hoạt bát mà nhanh nhẹn mới hay nói tí. Tại chị là buôn bán kinh doanh. Dạ. Bây giờ nè. Nói chung là nói nhiều cho nó vui, tại lúc trước em gặp người đó cũng ít nói quá, rồi trong nhà cứ mặt ai nấy làm rồi đấy ở, không ơi, ai nói với ai. Cũng mệt lắm chị ơi. Mình thích vậy nhưng mà đôi khi gặp nói nhiều mệt lắm. Nói nhiều thì nó càm ràm mệt lắm. Dạ. Thấy Ngọc Lan với Quyền Linh không? Hai người nào cũng nói nhiều ấy, cho nên là đâu có ở chung nhà được. Dạ, em thích. Cũng như là 39 tuổi rồi. Dạ. Thật ra đó là Liên biết không, tìm một người rất là khó. Bây giờ tuổi giờ nó cũng lỡ làng, công việc bây giờ nó thật ra cũng ổn định nhưng mà nó cũng lông bông lắm. Nếu mà lấy người mà trẻ hơn mình thật ra người ta cũng không dám đâu đó. Người ta thấy là bây giờ cũng làm chưa đủ nuôi bản thân, lấy gì được. Thành ra hai người đều khó hết. Chính vì thế nên chương trình phải gọi là lựa chọn dữ lắm luôn mới tìm đúng cái cặp này luôn á. Cho nói chứ từ đó giờ em thì không có biết quan tâm phụ nữ gái, tại từ giờ em cái đó em không biết cái là về cái ý nghĩ của người ta suy nghĩ như nào, mình không biết quan tâm. Không biết thì bây giờ về người phụ nữ sẽ chỉ nha, ta muốn gì chiều cái đó nha. Đàn ông là phải ga lăng, phụ nữ cần ngày lái anh thấy ta bánh bông ngoài đường đó, thì mấy cái ngày đó ví dụ như ngày của đợi phụ nữ thì anh cũng quan tâm xíu. Em nói chị nghe nè, tại vì ảnh là không có kinh nghiệm á, cho nên thí dụ mà ảnh không có khéo trong mấy chuyện đó thì chị nhắc nhẹ cũng được, không sao hết. Hồi đó giờ có tặng bông trai chưa? Thấy chưa? Chưa bao giờ tặng bông trai luôn. Đây là người đầu tiên tặng bông. Nói chung đây là người đàn ông trong veo, không biết cái gì về tình yêu luôn. Anh Thanh là rất biết lắng nghe, nãy giờ nói gì cũng lắng nghe và tiếp thu làm theo hết trơn á. Với lại ảnh là người cực kỳ có hiếu, mà cái người có hiếu với cha với mẹ là một cái người rất là tuyệt vời rồi. Dạ. Thêm cái nữa là chưa bao giờ biết mùi phụ nữ nha. Là cái này ra là phải dùng cái chiêu đó đó. Tình yêu phụ nữ nó sẽ kéo anh làm dạ. Cứ điều gì hết á. Thôi quyết định là ở chị. Bỏ
phẩm hay không là quyền của mỗi người. Nào, tiếc quá, thôi được rồi, đó là duyên số. Bây giờ đứng đây. À, thật ra chúng tôi muốn kết nối cặp đôi này với nhau. Đúng rồi, rất là muốn kết nối. Để tìm một cái người mà cùng đi với mình á, khó lắm. Thật ra đây mới là người chúng ta cần tìm. Cái gì cũng vậy, như một tờ giấy trắng chúng ta muốn vẽ gì trên đó chúng ta vẽ. Còn có những cái tờ giấy không còn chỗ vẽ nữa, để bôi hết những cái dòng mực đen đó rất là khó. Chúc cho hai chúng ta sẽ, mọi người sẽ tìm được một nửa mảnh ghép cho riêng mình nha. Dạ, em cảm ơn chương trình. Tôi xin giới thiệu là tôi tên là Đỗ Thị Liên, quê ở Đồng Nai, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Dạ cũng rất là hào hứng và vui mừng. Dạ mong chờ được gặp bạn nam. Gia đình có đi tham dự là có con trai và người bạn thân là đến là để tham gia cùng ạ. Dạ bạn nam thì em yêu cầu là ngoại hình thì phải cao 1m65 trở lên, có trách nhiệm trong gia đình, biết phụ giúp công việc trong nội trợ trong nhà. À, không thích bạn nam gia trưởng, bây giờ bài bạc rồi rượu bia là em không thích. Và em có chuẩn bị một món quà là cái áo sơ mi để tặng cho bạn nam. Tại bên em là làm về tiệm may luôn thì em có, nói chung là cây nhà lá vườn thì có cái gì thì em tặng cái đó. Nói chung là ở nhà thì tôi cũng thường hay coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò, nên là mình cũng muốn đăng ký tham gia để được giao lưu và được quen biết nhiều người, với mình tìm cho mình một người để chia sẻ cuộc sống của mình thêm. À, nếu mà chương trình ghép mà chưa vừa ý lắm á, thì mình cũng cho bạn nam cơ hội để hai người tìm hiểu sâu hơn. Thanh á thì nó cũng người hiền thà, nhưng mà cũng hơi khờ, ăn nói thì cũng có được cái máy. Em chỉ có cái tánh hay thương người, nhiều khi em cho tiền ta mượn, ta trả không trả tiền ta không có đòi. Thích nhất là vô em làm có tiền em đi chùa chuyện em đi cúng vậy đó. Ước mơ em là vậy. Đi mà lấy để sao hôm nay nhanh mấy ngày chưa để con đi nữa. Hảo có cái ngày nào cũng gọi mấy cô tôi đi với mẹ con nha. Con biết hôm nay mẹ đi đâu không? Đi hẹn hò. Con với mẹ đi hay gì? Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Đỗ Vũ Phan Phan. Hồi hộp chị. Trời con trai thì hào hứng mà mẹ hồi hộp. Em thấy anh thì cũng hiền, nhưng mà cũng tình cảm, nhưng mà em thích thì người phải nói chung là hoạt bát mà nhanh nhẹn mới hay nói tí. Cho nói chứ từ đó giờ em thì không có biết quan tâm phụ nữ gái, tại từ giờ em cái đó em không biết cái là về cái ý nghĩ của người ta suy nghĩ như nào mà em không biết quan tâm. Nói chung đây là người đàn ông trong veo và không biết cái gì về tình yêu luôn. Anh Thanh là rất biết lắng nghe, nãy giờ rồi. Nói gì cũng lắng nghe và tiếp thu làm theo hết trơn á. Với lại ảnh là người cực kỳ có hiếu, mà cái người có hiếu với cha với mẹ là một cái người rất là tuyệt vời rồi. 2 3 hết thời gian, bấm hay không là quyền của mỗi người. Nào, tiếc quá, thôi được rồi, đó là duyên số. Bây giờ đứng đây. Sau khi ghi hình thì em thấy mình cũng đến là cũng tham gia chương trình, thì mình cũng biết được bên chương trình. Hôm nay gặp bạn nam thì nói chung là em cũng trái tim em chưa rung động ạ. Nói chung là anh đó có nhiều điểm là chưa có phù hợp với em ấy. Dạ, nói chung là anh thì hơi hiền quá, thì cũng nhiều khi mình làm việc buôn bán thì nói chung là mình cũng thích người mà hoạt bát hơn chị, với nhanh nhẹn. Em thấy anh thì cũng hiền, nhưng mà cũng tình cảm, nhưng mà em thích thì người phải nói chung là hoạt bát mà nhanh nhẹn mới hay nói tí. Việc ví dụ như phụ giúp này kia anh cũng chưa có phù hợp với em. Bạn không biết bạn nghĩ như thế nào là cũng mất tiền, bạn nghĩ sao thì bạn không biết được, tại vì đầu óc người ta lý trí của người ta nghĩ cũng phải nghĩ thôi, không cũng có mình ta dễ cho cơ hội con dễ, cũng như cho anh cũng như cho cơ hội con dễ thôi, có cơ hội nha. Còn chị cũng cho là cũng như là không cơ hội cho anh thì cũng chỉ có một cơ hội vậy thôi. Thì mình cũng thấy cũng nhất thiết cho thằng bạn, thì tại vì nó cũng thì quá sẽ về mình sẽ tiếp tục và nói thêm những gì cần thiết mà để cho
tham hiểu thêm. Theo như Thanh á thì rất là hiền, bây giờ mà kiếm một người như Thanh như vậy cũng không phải là dễ, cũng là khó. Thì đối với người mà bạn nữ đó, người chị đó đó, nói chung là cũng hơi cắt quá. Mình cũng phải lớn tuổi rồi, cũng phải trải lòng và mở lòng nha, để mình tiếp nhận những việc mà theo mình nghĩ là yêu cầu bạn nữ đó, thì có thể mình về mình trao đổi với nhau và để từ từ mình thuyết phục để cho hai người hòa hợp lại với nhau, thì mình nghĩ là như vậy thì được. Nhưng mà thấy bạn nữ hơi cắt quá trong thì theo mình nghĩ là Thanh á là cũng nhắc tốt, nay là 38 tuổi nhưng mà trai tăng thì chưa có quen biết ai. Vậy là nếu mình còn chị bạn nữ thì cũng đã có gia đình, cũng đã nhận dòng bạn đò, cũng có một bé cháu. Thì như vậy thì mình nghĩ như vậy nên mình cũng đã qua một lần rồi. Chị tơ như vậy là cũng như là tờ giấy trắng vậy đó. Khi mình về á, mình muốn có thể mình điều khiển người ta được. Còn những người mà lâm lợi hoặc mát á, đâu phải mình muốn là được đâu. Gọi ngàn con sóng hơi xa, đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ, rơi vì người đi mãi không về.